Sau đây là thông cáo của Bộ Ngoại giao. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Vương quốc Đan Mạch bà Helle Thorning-Schmidt sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 11 năm 2012. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Đảng bộ Chính quyền Nhân dân tỉnh Nghệ An đã trao tặng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 3 khối đá quý để tôn tạo cảnh quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tham dự lễ trao tặng. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một công trình có ý nghĩa chính trị và tư tưởng to lớn. Công trình đã nhận được sự đóng góp sức người sức của nhân dân cả nước nói chung, trong đó có nhân dân Nghệ An nói riêng, thể hiện tình cảm sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu. 3 khối đá quý được trao tặng hôm nay được đoàn khảo sát của tỉnh Nghệ An tìm thấy tại núi Pu Cóc, bản Cô, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Đây là loại đá do thiên nhiên tôi luyện, tích tụ hàng triệu năm trong lòng đất, có độ cứng và độ bền cao, tỷ trọng nặng, không bị ăn mòn bởi nước, axit, không bị oxy hóa, có màu xanh lam, đỏ và phớt tím, có khả năng thấu quang và chiết quang, chứa nhiều khoáng vật quý. Việc trao tặng 3 khối đá quý này để tôn tạo cảnh quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tình cảm và lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, Chính quyền Nhân dân tỉnh Nghệ An đối với Bác Hồ kính yêu, đồng thời góp phần nâng cao không gian văn hóa nghệ thuật trong khu vực Lăng, phục vụ ngày một tốt hơn đồng bào cả nước và các vị khách quốc tế đến viếng Bác.